Xin chào các bạn. Trong cái video này thì Quân Anh sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách đăng ký một cái tài khoản Baywiny. Thì như các bạn đã biết, các bạn bắt đầu vào làm cái công việc MMO thì các bạn cần phải có một cái tài khoản bank để mà rút tiền từ tất cả các nền tảng platform như Amazon, Google, tất cả mọi platform đấy về tài khoản bank mà trung gian này gọi là Baywiny, rồi sau đó mình add cái tài khoản bank Việt Nam của mình ha. Thì khi mà tiền về rồi, rút về tiền về tài khoản bank nội địa của mình. Ok, thì các bạn click vào cái đường link ở bên dưới cái video của mình ha. Thì các bạn mở ra thì cái form đăng ký cái tài khoản bank Baywiny như thế này. Thì trong cái form này thì các bạn điền cho mình là tích vào là cái phần cá nhân ha. Rồi sau đó là các bạn điền tên, họ và địa chỉ, tất cả mọi thứ, sau đó các bạn nhấn tiếp tục. Rồi sau đó là đến cái phần chi tiết về liên hệ thì các bạn điền quốc gia Việt Nam ha, địa chỉ, tên đường, nhà của mình đang ở, mã bưu điện, zip code đấy. Rồi sau đó các bạn nhập số điện thoại và các bạn kích vào gửi để mà nó sẽ gửi cái mã xác thực bây giờ nơi gửi mã xác thực về trên điện thoại ha. Các bạn chọn tiếp tục. Rồi sau đó trong cái phần chi tiết bảo mật này thì các bạn đặt những cái câu hỏi và các bạn nốt lại ở trên notebook sau này để mà cái chế độ bảo mật cho mình ha. Câu hỏi và các bạn trả lời câu hỏi đấy. Rồi sau đó là các bạn nhập giấy căn cước công dân vào và các bạn chọn tiếp tục ha. Rồi trong cái phần hoàn tất này thì các bạn điền hết cái địa chỉ bank nội địa của mình vào để sau này mình nhận tiền về bank này ha. Sau đó các bạn chọn zip code, switch code, sau đó các bạn chọn tiếp tục. Đấy, hoàn tất. Rồi thì như vậy là những cái quá trình mình đã đăng ký xong về tài khoản Baywiny. Các bạn mở ra và các bạn login lại ha. Các bạn login vào username và password. Ở trong cái quá trình login thì các bạn cần phải turn on cái 2FA của cái số điện thoại của mình vào để sau này mình chuyển tiền, nhận tiền, login vào để mà xác thực được hai lớp cho cái chế độ bảo mật nó cao hơn. Và trong cái phần cái code này thì các bạn lưu lại. Rồi sau khi vào ở trong cái trang chính của cái tài khoản Baywiny thì các bạn cần phải chọn là cập nhật ngay những cái câu hỏi bảo mật lại ha. Thì trong phần này thì các bạn đặt lại giống như vậy. Rồi sau đó các bạn chọn hoàn tất. Ở trong phần này thì Baywiny nó đòi hỏi cái mã code, thì các bạn nhập cái mã code từ số điện thoại ha, nhập vào đây. Thì các bạn nhớ vào ở trên cái mail của mình và verify cái phần mail này ha, và các bạn login vào lại xem. Đấy, ở trong phần này nó khá là đầy đủ rồi nè ha. Và các bạn kích vào tài khoản và các bạn chọn là bắt đầu, các bạn chọn là quốc gia mà nơi bạn nhận tiền thanh toán ha. Đây thì trong phần này thì mình sẽ tạo ra một cái bank. Thường thường đa số các bạn làm MMO thì các bạn sử dụng cái bank US ha. Các bạn chọn bắt đầu và mình sẽ chọn tiếp theo. Ở trong phần này thì mình chọn Hoa Kỳ US đúng không? Đa số là cái nền tảng kiếm tiền MMO là từ US ha, hoặc là tất cả các khu vực khác. Rồi các bạn chọn gửi yêu cầu. Thì sau khi gửi yêu cầu xong thì Baywiny đòi hỏi mình là yêu cầu xác minh thêm những cái giấy tờ về chính phủ cấp. Trong phần này thì các bạn chọn cái căn cước công dân lên và các bạn úp mặt mặt trước lên ha. Rồi sau khi các bạn úp mặt trước lên xong rồi á thì các bạn kích vào cái bảng yêu cầu về đây trong những cái câu hỏi này ha. Thì mình sẽ trả lời những cái những câu hỏi về tài khoản nhận tiền thôi. Thì trong phần này thì cái form này thì các bạn cứ trả lời những cái gì mà mình muốn bắt đầu làm trên những cái nền tảng đó. Ví dụ như là những trường thị trường Amazon, SC, Google, Apple. Đấy, thì trong phần này thì các bạn đọc kỹ và các bạn chọn một cái danh mục nào đó cho nó phù hợp với mình ha. Rồi mình chọn cái đầu tiên này ha.
Rồi, trong phần này thì mình sẽ chọn một cái sản phẩm số hoặc là đấy một cái đúng rồi, một cái khoản sản phẩm số mình có thể là kinh doanh trên những cái sản phẩm đấy. À, mình kinh doanh ở trên sách điện tử ở trên Amazon. Trong phần cung cấp URL thì các bạn nhập là amazon.com ha, google.com hay là facebook.com đấy. Rồi ok. Sau khi xong rồi thì các bạn chọn khác cũng được ha. Trong phần này thì các bạn chọn danh mục khác. Rồi sau đó là ghi ở đây là mình là một publisher thôi ở trên Amazon KDP Amazon á, Kindle á, thì mình chọn là publisher, mình là nhà xuất bản thôi. Rồi ok, thì mình có thể là chọn cái khoảng một cái hạn mức tiền mà mình cần thanh toán. Cái này các bạn chọn bao nhiêu cũng được nhé. Rồi mình còn thiếu cái phần mô tả ngắn về doanh nghiệp của bạn ha. Trong phần cái mô tả ngắn về doanh nghiệp của bạn này thì các bạn điền một cái các bạn viết tiếng Việt cũng được nhé. Ở trong phần này mình ghi là một cái studio làm và xuất bản sách ha, thì mình ghi xuất bản sách trên KDP ha. Đó, xuất bản sách trên KDP và BOD. Tiếp thì liên kết. Các bạn cứ hình dung ra cái kế hoạch, cái chiến lược của mình kiếm tiền như thế nào thì các bạn cứ ghi như vậy thôi. Rồi sau đó các bạn chọn gửi ha. Ok, vậy mình gửi xong hoàn tất thì mình đợi để xác minh thông tin thôi. Thì cái này mất chừng khoảng 2 đến 5 ngày. Thì sau khi xác minh xong rồi thì mình sẽ login vào. Login vào thì mình click vào là tôi đồng ý những cái điều khoản này ha. Đây, tôi đồng ý này, click vào hai cái này ha, hai ô này. Rồi sau đó là mình chọn chấp nhận ha. Rồi chọn bắt đầu. Ok, thì như vậy là mình đã có một cái tài khoản nhận là USD với một cái bank là của US ha, bank Hoa Kỳ. Thì như vậy là mình đã có một cái account bank. Thì các bạn có thể đăng ký tài khoản KDB Amazon hoặc là tài khoản Amazon, tất cả mọi tài khoản hoặc SC vân vân, thì các bạn có thể add cái bank này vào. Thì trong cái video này mình đã hướng dẫn xong cái quy trình để đăng ký tài khoản Payoneer. Hy vọng các bạn hãy đăng ký cẩn thận từng bước một để có một cái tài khoản bank để mình add vào trong những cái tài khoản trên nền tảng platform Amazon, Google, SC vân vân, Fiverr để mà nhận tiền về từ cái công việc làm online của mình. Rồi, chúc các bạn thành công.